Bạn ghi bài thế này. Hôm nay thì sẽ dạy sang cái phần tiếp theo của cái chương về hàm số bậc 2 phi hàm 2. Nó ghi thế này. Chúng ta ghi là giải phương trình bậc 2. Cái bài này thầy sẽ dạy tổng hợp rất nhiều bài trong sách. À, ghi này. À, lý thuyết. Thứ nhất ghi thầy phần 1 nhỏ này. Là phương trình bậc 2. Một ẩn. Tên đầy đủ của nó phải gọi là phương trình bậc 2 một ẩn. Nhưng ở đấy thì ghi tắt là phương trình 1, 2 thôi nhá. Thì phương trình bậc 2 một ẩn là như là cái gì? Cái thầy này là phương trình có dạng AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Trong đó A khác 0. Nhá, phương trình có dạng AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Với A khác 0. Thì gọi là phương trình bậc 2. Nha, ở đây chỉ cần lưu ý là A khác 0 thôi. B, C bằng 0 thoải mái. Nha, B và C có thể bằng 0 được. Đấy, đấy là phương trình bậc nhất, à bậc 2 một ẩn. Ok chưa? Ví dụ. Ta lấy ví dụ phương trình này. Đấy, ví dụ chẳng hạn mình có là x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Đấy, đây là phương trình bậc 2 một ẩn. Giờ mình có thể suy ra ngay ở đây A của mình bằng 1. B của mình là 3, C của mình thì là 2. Ok chưa? Ai để có phương trình khác này, chẳng hạn là 4x bình trừ 9 bằng 0. Thấy chưa? Vậy thì thấy A ở đây bằng 4. Chẳng thấy x đâu cả. Tức là B của mình bằng 0. C của em thì bằng âm 9. Được chưa? Hai phương trình khác nữa này. Ví dụ như là 2x bình trừ đi 5x bằng 0. Thì mình thấy A của mình hệ số x bình là bằng 2 nhá. B của em thì âm 5. Hệ số tự do không thấy tức là C của mình bằng 0. Được chưa? Đấy nha, đây là một vài cái ví dụ, vân vân. Rất nhiều cái phương trình khác. Tức là ở đây là B, C có thể bằng 0. Nhưng A bắt buộc phải các 0. Nhá, A bắt buộc phải các 0. Đấy là phương trình bậc 2, một ẩn. Hai nhỏ. Cái thầy này giải phương trình bậc 2 một ẩn. Nào, giải phương trình bậc 2 một ẩn. Thì bây giờ các bạn ghi cho thầy cái sơ đồ sau đây. Đấy, đây là cái sơ đồ về cách giải phương trình này. Nha. Đấy, từ phương trình gốc của ta nó là gì? AX bình này. Cộng BX cộng C bằng 0. A khác 0 nha. Đây là phương trình mà chúng ta cần phải đi giải quyết này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từng cái phương hướng xử lý một. Nào. Cái đầu tiên. Đấy, cái đầu tiên chúng ta cần phải làm. Đấy là cái trường hợp thứ nhất em có thể gặp ấy. Đó là trường hợp mà nha. Trường hợp chẳng hạn là B bằng 0. Nha, trường hợp thứ nhất là em gặp B bằng 0. Thì với B bằng 0 các bạn ạ. Với B bằng 0 ấy thì phương trình của mình sẽ trở thành cái gì đây? Khi b bằng 0 nha, phương trình của em sẽ trở thành là nó khuyết b đi, nó khuyết x đi, nó còn mỗi gì a x bình cộng c bằng 0 thôi. Đấy, phương trình của mình thành như này. Ok nha, nó còn là a x bình cộng c bằng 0. Và phương trình này mà cách giải của nó sẽ là gì? Chúng ta sẽ giải như sau. Chúng ta gì? Chúng ta chuyển c sang, như vậy thành là a x bình bằng trừ c. Sau đó mình có thể tương đương tiếp, mình rút ra x bình có phải là bằng trừ c trên a không? Đấy, và đến đây thì ra một vấn đề xảy ra đó là gì? À, nếu cái thằng trừ c trên a này là cái thằng nó sẽ quyết định là phương trình này sẽ có bao nhiêu nghiệm. Nếu cái thằng trừ c trên a ấy, mà nó âm thì đây là điều vô lý các bạn. Bình phương sao bằng số âm được đúng không? Hay nói khác là phương trình lúc này là vô nghiệm. Đấy. Trường hợp thứ hai, nếu mà trừ c trên a của thầy mà gì bằng bằng không, tức là lúc ấy thì ra là x bình bằng không. Vậy nó chỉ ra một nghiệm x bằng 0 thôi. Và trường hợp thứ ba, nếu mà trừ c trên a của thầy mà dương,
Thì lúc này là x bình thì bằng số dương nhá. X bình bằng số dương, lúc này nó sẽ ra là x sẽ bằng là gì? Hai nghiệm đối nhau ấy. Đấy, ví dụ như x bình bằng 4 thì x bằng cộng trừ 2, nhớ chưa? Đấy, thì đấy là ba cái trường hợp có thể gặp ở chỗ này. Đấy, nhớ thầy nhá. Đấy, chúng ta sẽ xét theo dấu của trừ c trên a. Tất nhiên khi giải thì nó không phải ngồi suy luận ra như này đâu. Được chưa? Đây là trường hợp đặc biệt thứ nhất. Nếu gặp cái này thì chúng ta giải quyết luôn theo cách này. Tức là không giải theo những cái hướng khác làm gì cả. Giải này là nhanh nhất rồi. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ nếu nó không vào trường hợp này, nó vào trường hợp khác, thì chúng ta giải quyết kiểu gì đây? Ví dụ này vào trường hợp khác đi. Đấy, nó sẽ có nhiều trường hợp nha. Đấy, đây là trường hợp khác này. Trường hợp thứ hai có thể chúng ta có thể gặp. Trường hợp thứ hai có thể gặp. Lúc này là mình sẽ có C bằng 0. Ừ. C của mình bằng 0. Thì khi C bằng 0 nhá, phương trình của chúng ta nó sẽ chuyển thành cái gì? Đấy, khi C bằng 0, phương trình của chúng ta chuyển thành là AX bình cộng BX bằng 0. Được chưa? Phương trình nó thành dạng này. Và để giải thằng này thì chúng ta làm gì đó? Các bạn thấy là chúng ta có nhân tử chung là x đặt ra trong là ax cộng b không, mà giải thành kiểu phương trình tích thôi, hoặc x bằng 0 này, hoặc là ax cộng b bằng 0. Đây thì mình ra hai nghiệm thôi, x bằng 0 hoặc là x bằng trừ b trên a, được chưa nào? Tức là đưa về phương trình chính tích để làm nhá. Đó, chuyển về phương trình tích là hướng thứ hai. Rồi, thế vậy đến trường hợp mà ví dụ cả B và C bằng 0 hết thì như nào? Đấy, giờ nếu cả B và C bằng 0 hết. Đấy, ví dụ nếu B bằng 0 này, C có bằng 0 nốt. Đấy, thì chúng ta lại xử lý thế nào? Lúc này phương trình của mình nó thành dạng gì các bạn nhỉ? Lúc này là cả cái phần x nó hệ số tự do nó biến mất hết rồi. Đấy, phương trình lúc này của em chỉ còn mỗi ax bình bằng 0 thôi. Thế là phương trình của mình chỉ có đơn giản là ax bình bằng 0. Mà ax bình bằng 0 thì dẫn đến gì? X bình bằng 0. Và mình sẽ ra là nghiệm x bằng 0. Giờ vậy tùy tình huống nha. Đây trên này này vô nghiệm này, cái này x bằng 0 này. Cái này thì hai nghiệm đối nhau này. Trường hợp thì hai nghiệm này. Trường hợp này thì mỗi nghiệm x bằng 0 thôi. Đây là ba trường hợp đặc biệt đầu tiên. Nha. Trường hợp tiếp theo có thể gặp này. Trường hợp tiếp theo chúng ta có thể gặp. Đó là này, cái phương trình của mình. Đấy, cái vế trái ấy, đấy, nó đưa về một cái bình phương. Đấy, nó là một cái bình phương. Yeah, vế trái là một cái bình phương. Nó là hằng đẳng thức đấy các bạn. Đấy, nếu vế trái là một bình phương thì lúc này cái phương trình của chúng ta nó đưa về dạng sau đây. Đấy, phương trình của mình đưa về dạng hạn, ví dụ là A bình nhá, bằng 0. Mà A bình bằng 0 thì chúng ta học rồi. Mình giải mãi rồi đúng không? A bình bằng 0 thì suy ra A bằng 0 thôi. Và giải tiếp để ra nghiệm. Giải tiếp thôi. Nha, ra nghiệm bao nhiêu thì tùy vào cái hệ số ở trong những cái đấy. Đấy, nếu bình phương cũng đưa lại bình phương và làm cho nhanh. Chẳng tôi gì phải đi đưa vào những cái khác làm gì cho nó phức tạp cả. Rồi. Một tình huống nữa có thể xảy ra này. Thầy còn hai ý ở đây, đây thầy kéo dài xuống rồi. Nó sẽ phân theo các cái nhánh này nhá. Nào, một tình huống nữa đó là cái vế trái của mình có thể phân tích nhân tử. Vế trái có thể phân tích nhân tử. Phân tích như nào đây? Chẳng hạn như hình học thì vẫn phân tích ấy. Ví dụ cái cách phân tích ở đây là gì? Để thầy nêu lại nhá. Thằng là AX bình ấy cộng B cộng C bằng 0 ấy, thì thường là mình sẽ tách cái thằng BX này ra. Đúng không? Cách làm mình tách cái BX này ra thành là MX cộng NX. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thấy là với là M cộng N thì bằng B. M nhân N thì bằng A nhân C. Cái cách này thì hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Chúng ta làm rất là nhiều rồi. Tách BX ra hai thằng là một thằng MX, một thằng là NX. Sau đó phân tích nhân tử ra. Phân tích nhân tử ra, sau khi phân tích nhân tử ra mình được phương trình tích. Rồi phương trình tích của chúng ta giải tiếp thôi. Lát nữa sẽ lấy ví dụ cụ thể. Được chưa? Đấy, đưa phương trình tích và giải tiếp. Thường ở đây mình sẽ có hai nghiệm. Thường ở đây sẽ có hai nghiệm.
Đấy. Và nếu nó không rơi vào những trường hợp trên, chúng ta có trường hợp cuối cùng. Đấy, trường hợp cuối cùng. Đây là cái là lấy lớp 9 chúng ta có một công cụ rất là mạnh để giải. Đó là chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm. Sử dụng công thức nghiệm của cái phương trình bậc 2 ấy. Thế thì khi sử dụng công thức nghiệm ấy, đã là công thức thì chúng ta phải nhớ, mà phải nhớ chính xác. Chúng ta không thể nào mà nhớ lẫn lộn cái nọ sang cái kia được. Nhầm một cái hệ số thôi, là em nhầm mỗi một tí thôi, nhầm mỗi tí không điểm. Nha, sử dụng công thức nghiệm. Thì hình dung là cái cách cuối cùng này, đó là một công cụ rất mạnh, nó có thể thay tất cả các cách ở trên. Tức là tất cả các trường hợp đặc biệt ở trên đều có thể sử dụng công thức nghiệm được hết. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dùng công thức nghiệm, bởi vì có những bài nó quá đơn giản. Mình dùng công thức nghiệm lại hóa ra lại thành lẻ dài. Hiểu yếu nhỉ? Đấy, nếu không lại dùng công thức nghiệm có khi là bài làm này còn dài hơn cả mức bình thường. Tốt nhất là không nên. Nha, vậy lát nữa thầy sẽ đưa tình huống để chúng ta xử lý cho nó hợp lý. Sử dụng công thức nghiệm này. Thì chúng ta sẽ có một cái ta cần phải ghi nhớ cho thầy. Là đó là một cái gọi là delta. Người ta ký hiệu là hình tam giác. Chúng ta học ấy, đọc là delta nhé. Delta, được chưa? Nó sẽ bằng là B bình trừ đi 4AC. BC với A là của trong phương trình này này, là AX bình ấy. Cộng BX cộng C bằng 0 ấy. Thế này, thì ABC đây này, lấy trong đây đây ra. B bình trừ 4AC, nhá. Ghi nhớ cái công thức của delta này. B bình trừ 4AC. Không được quên này đâu nhá. Rồi, sau đó khi ngồi delta em sẽ chia phân các trường hợp cho thầy. Em sẽ phân các trường hợp để giải quyết cái bài toán này. À, có các trường hợp sau đây này. Chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất nha. Nếu delta của em mà âm, delta mà nhỏ hơn 0, thì lúc này mình khẳng định luôn là phương trình là vô nghiệm. Nha, delta mà âm là phương trình vô nghiệm. Đấy, trường hợp thứ nhất. Âm là vô nghiệm. Trường hợp thứ hai. Nếu mà delta của em mà bằng 0. Delta giá bằng là bằng 0. Đấy, thì lúc này người ta sẽ bảo là à, phương trình của mình nó có nghiệm kép. Nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Đấy, giải thích một chút về cái chữ nghiệm kép này. Này, cái chữ nghiệm kép này nhiều bạn hiểu không hiểu chuẩn về cái này. Nghiệm kép thực ra là gì? Nghiệm kép thực ra là có hai nghiệm nhưng mà nó lại bằng nhau hay nó trùng nhau đấy. Thực chất là vẫn có hai nghiệm nhưng mà hai nghiệm làm sao nó trùng vào nhau nên gọi người ta gọi là kép nhá. Đấy, và lúc mình kết luận tập nghiệm thì mình chỉ ghi là một thôi, mình ghi một giá trị thôi mà, vì cho thực nghiệm người ta chỉ tính về giá trị thôi, nhưng mà về bản chất ấy, hai kinh nghiệm này là có hai nghiệm nhưng hai nghiệm lại trùng vào nhau, giống hệt nhau, được chưa? Thì đấy là về nghiệm kép. Trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba, nếu delta của em là dương nhá, delta mà dương, thì khi này đấy, lúc này thì phương trình của chúng ta này, phương trình của chúng ta nhá, phương trình nó sẽ có hai nghiệm phân biệt, có hai nghiệm phân biệt nhá, hai nghiệm phân biệt này. Các bạn ghi là hai nghiệm này, x1 bằng này, đúng công thức nhá, trừ b cộng căn delta chia 2a, và nghiệm x2 bằng là trừ b, x2 bằng này trừ b trừ căn delta chia cho 2a. Được chưa? Chúng ta sẽ có hai cái trường hợp để có nghiệm ở đây này. Đây, trường hợp nhất nhá, vô nghiệm thì không tính đâu nhỉ, nghiệm kép này thì hai nghiệm đây, x1 bằng x2 bằng trừ b chia cho 2a. Trường dưới đây này, kia nghiệm phân biệt thì hai nghiệm đây. Hai thằng này nó chỉ khác nhau về cái dấu ở đây này. Một thằng là đây là dấu cộng, một thằng là dấu trừ. Còn những cái thành phần kia nó giống hệt nhau. Đấy không nhỉ? Đấy, đây là công thức nghiệm. Và nó có 3 trường hợp xảy ra trong công thức nghiệm. Quyết định bởi dấu của thằng delta này. Đấy, delta âm này, delta bằng 0 hay là delta dương. Đấy, thì đây là toàn bộ cái sơ đồ về cách giải phương trình bậc 2. Nha, tất cả các bài phương trình bậc 2 ta sẽ đi theo cái sơ đồ này cho thầy. Được chưa?
tất cả đi theo sơ đồ này. Đấy, và tùy tình huống này chúng ta sẽ chọn cái phương án phù hợp nhất cho bài toán. Nó không có cách giải là gọi là đúng không? Hoàn toàn không phải có cách nào mà gọi là tốt nhất cả. Chẳng qua mình chọn cái phương án phù hợp nhất thôi. Kể cả em giải theo cách này nhưng bạn em giải cách kia thì hai thằng vẫn đúng thôi mà. Nào, những ai ghi xong mà hiểu đến đây rồi giơ tay thầy xem nào. Bật cam đi nhá, thanh niên nhá. Bạn tắt cam đi, bật hết lên nào. Nay đi học thế nào các bạn? Lớp mình có nào F0 không vậy? Nay có test Covid ở trường không? Không test à? Hoàng ở trường có test Covid không? Em không ạ. Trường em không không bắt test Covid à? À, của em bỏ. Tức là test xác suất hay như nào? Tức là em lại không không test là như nào? Cô bảo là ở nhà test xong rồi chụp cái ảnh cái test đấy lên gửi nhóm phụ huynh. À, thế là Thủy tự đi mua cái test à? Em thấy mẹ em bảo thế rồi em nói thầy chứ em không đọc tin nhắn. Thế em có test không? Ở nhà có test không? Có, hôm qua. Thế là âm tính hay dương tính? Âm ạ. Dương tính thì chắc không ngồi đây rồi. Thế trường khác sao, có đến trường test tập trung không? Thơ, ở trường con thế nào? Trường con không test ạ. Không test, nhưng mà có bắt cô giáo có bắt test trước khi đến lớp không? Không nốt ạ. Không nốt à? Trường Phát thế nào Phát? Không phải test ạ. Không phải test gì, ôi, đi học chết nhờ. Ngày mà có học sinh dính Phát thì có phải là lấy hết cả lớp. Được rồi. Đấy nha. Nào bây giờ chúng ta vào ví dụ cụ thể này. Đây, mình nhìn lại một lần cái sơ đồ nhá. Đây thì thu nhỏ lại cho chúng ta nhìn tổng quan về cái sơ đồ này. Các trường hợp này. Này trường hợp 1 này. Đấy, với B vào bằng 0 này. Trường hợp 2 này. Thực ra cái thứ tự này có thể thay đổi nhá. Đây chỉ là muốn đưa cái công thức nghiệm xuống cuối cùng thôi. Tức là sẽ dùng công thức nghiệm nhưng không phải tất cả trường hợp đều dùng. Nghe chưa? Không phải tất cả trường hợp đều lôi công thức nghiệm ra dùng. Không có tốt đâu. Công thức nghiệm rất là mạnh nhưng mà không phải lúc nào cũng lôi công thức nghiệm ra dùng. Nha, chúng ta sẽ làm theo thứ tự từ trên xuống. Ví dụ vào phương trình, thấy nó B và 0 thì dùng trường hợp 1. Nha, nếu thấy B là C và 0 dùng trường hợp 2. Nếu thấy B với C cũng bằng 0, trường hợp 3 đấy, cứ theo từng nhánh này xuống. Và cuối cùng, nước cuối cùng mới dùng công thức nghiệm. Nghe chưa? Đấy, chứ không phải lúc nào cũng dùng đâu. Tất nhiên là trong sách họ dạy chương này, chương mình để mình dùng được công thức nghiệm. Nhưng thầy giáo rằng là không phải lúc nào cũng lôi công thức nghiệm ra dùng. Nha? Nó không phải là cái gì đấy gọi là tuyệt đối mà chúng ta phải lúc nào cũng phải lôi ra. Vì có những bài thì bảo là lôi công thức nghiệm ra dùng lại còn dài hơn cả giải bình thường. Thì đừng. Nha? À, bây giờ vào ví dụ cụ thể này. Xử lý cái chỗ này. À, bây giờ sang cái phần B này. Bài tập. Chúng ta sẽ chương này chúng ta sẽ có một bài chúng ta bỏ, chúng ta không học. Chúng ta sẽ không cần học cái công thức nghiệm thu gọn. Nhá, bỏ qua bài đấy luôn. Chúng ta thực ra là nó vẫn có công thức nghiệm nhưng mà chúng ta dùng đen ta phải. Thì để tránh bị nhầm lẫn thì tốt nhất là không học delta phải. Coi như không có cái khái niệm về delta phải trong đầu mình. Nhá, coi như không có cái đấy luôn. Bây giờ lên cấp 3 thì nhắc lại cái đấy xong. Bây giờ chúng ta chỉ nhớ có một cái duy nhất. Cái này có một cái này gọi là biệt, người ta gọi tên là biệt thức delta. Nhá, đấy thì nhớ duy nhất có một cái là delta thôi. Không cần biết delta phải là cái gì. Nhá, không cần biết luôn. Đấy, kể cả giải hướng dẫn giải delta phải thì tính delta mà giải kệ nó không sao cả, số to hơn một tí không vấn đề gì hết đấy, để tránh bị nhầm lẫn nhá, tại vì hai này hai bị nhầm với nhau mà không nhớ gì delta phải hết. Được chưa? Nếu cô thầy cô mình có dạy biết thì xong rồi xóa khỏi đầu luôn.
Đấy, cô cũng muốn em dùng một cái thôi mà nha. Tốt nhất bỏ qua đấy luôn, không cần nhớ trong đầu, vào bài đấy thì không dạy luôn. Nào bây giờ bài này chúng ta chỉ tập trung vào việc giải phương trình thôi. Giải phương trình. Nào, bài số 1. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu các câu nhá. Chúng ta thấy là nên cách nào cho hợp lý. Câu A này. Ví dụ thầy có phương trình sau đây. Ví dụ thầy có phương trình là x bình 3x bình này trừ đi 12 bằng 0. Nào, với phương trình này thì mình rõ ràng mình nhìn thấy à, cái này chính là trường hợp b bằng 0 này bạn này. Đúng không? Trường hợp b bằng 0 đấy, khuyết x đấy. Đúng không? Khuyết x là b bằng 0. Rồi thì đây có phải mình chuyển vế sang luôn cho nhanh. 3x bình bằng 12 chia về cho 3 đi. Có phải x bình bằng 4 không? Thực ra có một cách là các bạn có thể chuyển vế sang và bạn dùng hàm thức x bình trừ 4 đấy. X trừ 2, x cộng 2 không cần. Ví dụ chẳng hạn đây là x bình 4 nhá, hay là x bình bằng 2 bình này. Thì khi A bình bằng B bình thì mình sẽ thấy là gì? A bằng B hoặc là A bằng trừ B. Nhớ nhá, khi A bình bằng B bình thì các em phải tương đương ra hai trường hợp. A bằng B hoặc A bằng trừ B. Đừng có quên này đấy. Nhiều đứa đến lúc giải chỗ quan trọng tự dưng đến bước cuối thì đi quên viết mỗi một trường hợp. Hỏng. Nhá, không được quên. Và lên đây kết luận này. Vậy phương trình có tập nghiệm một nghiệm hay mấy nghiệm thì cũng ghi tập nghiệm nhá. S bằng này. Dạ. Đây chính là trường hợp 1 phải nói này. Đúng không nào? Giải kiểu này đi. Chỗ này mà dùng công thức nghiệm người ta cười cho. Đừng. Đừng dùng công thức nghiệm trong trường hợp này. Đấy là câu A. Câu B. 2x bình cộng 5x bằng 0. Nào, chỗ này mình tương đương mình đặt x ra này. Trong có phải là 2x cộng 5 không? Chúng ta chia ra hai trường hợp. Hoặc x bằng 0 hoặc 2x cộng 5 bằng 0. Đúng không? Đấy, rất là nhanh chóng thôi. Đấy, x bằng 0 này. Hoặc là chỗ này mình ra là x bằng âm 5/2. À, và kết luận này vậy. Phương trình có tập nghiệm. S bằng này. Có hai nghiệm không? Âm 5/2. Đấy. Hợp lý không? Đấy, tức là những trường hợp quyết này giải rất nhanh nhá. Đấy, quyết này đừng có lôi cái gì ra phức tạp mà giải cả. Cứ thế này mà làm. Đấy, B xong. À, nhanh câu C đấy nhá. C này, ví dụ phương trình cho là gì? 22x bình bằng 0 chẳng hạn. Đấy, đây là trường chính là trường hợp mà gì cả B và C bằng 0 hết thế này. Thì đấy tương đương có phải ra x bình bằng 0 không? Chia 2 về cho 2022 x bằng 0. Và chỉ có một nghiệm thôi. Vậy phương trình có tập nghiệm. D nhá. Câu D. Bây giờ nó hết trường hợp mà nó khuyết rồi. Nó không khuyết thì cả đủ hết. Đủ hết. Bây giờ thì có phương trình này. X bình trừ 4x cộng 4 bằng 0. Nào, em có nhận xét là gì thầy ở về trái nào? Ai biết giơ tay này. Về trái trường hợp này mình thấy có gì đặc biệt? Nào, ai thấy gì đều đặc biệt giơ tay này. Các bạn khác sao? À, có đặc biệt gì ở đây Tùng nhỉ? Em thấy là nó phân tích được thành ở hàm phần thức. Ừ, nó bằng gì Tùng nhỉ? Bằng x trừ 2 tất cả bình. Đúng rồi, x trừ 2 tất cả bình. Đấy, đây là chính là trường hợp đưa về bình phương này. Thì tại sao lại không đưa bình phương đúng không? Mà tương đương x bằng 2 trừ 2 bằng 0. Và ta sẽ x bằng 2. Đấy, vậy. Phương trình có tập nghiệm. Các bạn nhìn nhá, cách trình bày này, chúng ta cố gắng viết cho thầy các dấu tương đương thẳng hàng cho nó đẹp nhá. Cố gắng viết tương đương thẳng hàng cho nó đẹp. Dấu bằng không thẳng được không sao, nhưng mà dấu tương đương nên viết thẳng nhau cho đẹp. Mặt thẩm mỹ thôi. Đấy là trường hợp đưa về bình phương nhá. Câu E.
À, thế bây giờ không phải bình phương, không phải mấy cái trên, bây giờ nó có thể phân tích nhân tử được. Chẳng hạn nhá, đây, chẳng hạn 2x bình cộng 5x cộng 2 không. Đấy, câu này nếu mà ai làm nhiều có kinh nghiệm quen này biết chắc chắn là câu này phân tích được. Tôi biết cả nghiệm cơ. Đấy, làm nhiều thì mình thuộc cả nghiệm cơ. Thế thì câu này là thể phân tích lại này, cách làm nhá. Bản chất có phải mình đi mình tách cái gì? Mình tách cái thằng 5x này này ra thành hai thằng. Đấy, mx n x sao cho m cộng n thì bằng 5 không? M cộng n bằng b mà. M nhân n thì bằng a nhân c, tức là 2 nhân 2 là bằng 4. Tiếp theo các bạn giờ để tách m n những số nào đây? Ai bây giờ tay nào? Chúng ta tách thành những số nào bây giờ? Nào, tổng bằng 5, tích lại bằng 4. Cặp số nào nhỉ? Tổng là 5, tích là 4 nhá. Suy nghĩ trong đầu nào. Cái này hoàn toàn có thể bấm máy tính, nhưng mà thầy không thích các bạn bấm máy tính. Bấm máy tính nó đi ngược cái cách tư duy lại. Nào, chỗ này tách nào hợp lý ở thơ? Thầy là tách M bằng 4 và N bằng 1 ạ. Ờ, 4, 1 hoặc 1, 4 đều được đúng không? Đảo nhau thoải mái, ok. Thế thì ở đây mình sẽ tương đương này. 2x bình, ví dụ 41 nha, thì là 4x với lại x nữa. Thì cứ nhóm 2 thằng liên tiếp vào nhau, 2 thằng đầu chung 2x này. Trong x cộng 2. Và sau x cộng 2 luôn rồi. Đấy, bạn đến đây thích x cộng 2 chung không? Trong sẽ là 2x cộng 1. Đưa về phương trình tích. Đấy, giải này nhanh chóng việc gì phải. Công thức nghiệm làm gì? Kết luận. Các bạn viết lùi ra đầu dòng đi nhá. Bây giờ bạn cứ viết câu kết luận là cứ viết lùi vào giữa xong rồi. Đến lúc này thiếu cả chỗ này. Đấy, có 2 nghiệm, trừ 2 trừ 1/2. Hiểu cách chưa? Những ai hiểu đến câu IA giơ tay thì xem nào. Đây, thực ra cái này nó tổng hợp vào những cái chúng ta học ở những năm trước. Đúng không nào? Những này học hết qua những năm trước. Rồi lớp 6, lớp 7 đã được va chạm như này. Hoàng xong giơ tay lên. Rồi, ok. Để tất cả đã nắm được cái phần này. Bây giờ chúng ta sang tiếp này. Cụ ép. Nó tùy tình huống mới dùng những cái phương án phù hợp nhá, chứ không dùng bừa đâu. Ví dụ thầy có phương trình sau đây này. X bình trừ x cộng 4 bằng 0. Nào. Cái trường hợp này này, trường hợp này thì thầy là thầy thấy hệ số nó hơi lạ lạ. Nhá. Tức là thầy sẽ chơi theo cách là dùng công thức nghiệm. Thì làm gì thì làm, công thức nghiệm phải tính delta, là có delta bằng. Ở đây nhá, mình nhớ cho thầy này, a của mình là bằng 1. A bằng 1 này, b bằng âm 1 và c bằng bằng 4. Nhìn các hệ số nhá. A là 1 này, b là âm 1 và c là 4. Vậy thì b bình trừ 4ac là âm 1 bình trừ 4 này nhân a là nhân 1 và nhân c là 4. Vậy mình được là 1 trừ đi 16. Đúng không? Vậy là âm 15. Âm 15 nhỏ hơn 0 thì theo công thức nghiệm chúng ta sẽ là phương trình là vô nghiệm. Xong. Như vậy là rõ ràng với trường hợp phương trình vô nghiệm, tính công thức nghiệm nhanh hơn rất là nhiều việc đi chứng minh biến đổi bình phương. Đúng không? Cái này hồi trước mình có thể cách làm cũ trước khi học công thức nghiệm là mình đưa cái này về bình phương cộng thêm một số đúng không? Và bằng không thì mình bảo điều này là vô lý ấy. Đấy, vô lý thì khi đó kết luận mới là vô nghiệm. Nhưng thôi bây giờ làm cách này. Rõ ràng là vậy nha. Phương trình vô nghiệm làm theo kiểu là tính bằng delta. Hợp lý nhất. Đúng không nào? Hợp lý nhất. Bài làm nó ngắn gọn. Không có gì cả. Đây viết mỗi tính mỗi này thôi. Xong luôn rồi. Đấy. Đây là chính là trường hợp mà các bạn khi bấm máy tính ấy. Nó ra cái nghiệm có chữ y ấy. Ở đây chúng ta đều biết bấm giải phương trình bậc 2 hết rồi đúng không? Hầu như các bạn đều biết từ hồi lớp 7, lớp 8 cơ chứ không phải lớp 9 thì biết. Trước thầy cô đều hướng dẫn, lát nữa thầy sẽ hướng dẫn bấm lại nhá. Đây này, ví dụ thầy trường hợp bấm này, bấm luôn này. Không này, đây, bấm luôn. Đây máy tính à? Đây, máy tính thầy đây. Được chưa?
Nào bây giờ bấm máy nhá. Nào bấm vào đâu? Các bạn dùng 580 hay 570 đây? Những ai lớp mình dùng 580 giơ tay nhỉ? Bạn nào dùng 580 giơ tay. Hai bạn 580 à? Đâu những ai dùng 570 giơ tay nào. Rồi, ok, thế bây giờ hướng dẫn 580 trước nhá. Thì hướng dẫn bấm 580 trước nhá. Sau đó quay lại hướng dẫn 570, là 580 này. Giải phương trình 12 của gì nhỉ? Menu này. Được chưa? Menu đối với máy 580 thì những cái giải về phương trình bất hệ phương trình ấy sẽ làm trong menu 9. Menu 9 này. Thì ta sẽ hỏi hệ phương trình hay phương trình thì ấn số 2. Vì phương trình mà. Đấy, và bậc bấy thì ở đây mình bậc 2 không? Ấn 2. Đấy, tức là trong máy 580, cách bấm này nha, đối với 580 này. Cách bấm máy tính là vào menu 9, xong là 2, 2. Menu 922 nhá, là của 580. Ok, đây em thấy bật luôn cho cả phơ 570 cho mình bấm luôn. Lên không nhỉ? Thử lại xem biết nó có lên được luôn hai máy một lúc không. Này là máy giả lập. Thế thôi, có thể hướng dẫn xong cái này đã nhá. Hướng dẫn xong cái 580 nhá. Nào, thế sau đấy màn hình hiện lên này. Thì công việc chỉ còn là nhập số thôi mà. Ở đây hệ số ABC là gì? Ví dụ A là 1. B là âm 1 nhá. Trong mỗi cái mình ấn bằng nhá. Từ A là 1 này, ấn bằng này. Trong B là âm 1, ấn bằng này. C là 4 này, ấn bằng. Đấy bạn nhìn nhá, nghiệm nó có chữ Y. Nói chung khi bấm máy mình nghiệm có chữ Y là vô nghiệm. Ok chưa? Nha, nghiệm có chữ Y này, khi bấm máy nhá, nghiệm mà ra Y. Nghiệm mà có Y thì là vô nghiệm. Đấy, nếu nó ra một giá trị thôi, một nghiệm thôi thì tức là đây là nghiệm kép. Đấy, còn trường hợp mà ra là hai giá trị X ấy thì đây chính là gì? Hai nghiệm phân biệt. Bây giờ thầy bấm thử cái câu E này bằng máy tính nhá. Chúng ta bấm thử máy tính này bằng câu E này. Bây giờ thầy bấm này. Ấn AC quay lại này. Giờ hệ số A là 2 nhá. B là 5. C là 2 tiếp. Nào bây giờ nghiệm thứ nhất là âm 1/2. Nghiệm thứ hai là trừ 2. Đúng hai nghiệm mình vừa tính chưa? Đây này. Ở đó mũi tên lên xuống nhìn này. X1 nhá. X1 nó bằng âm 1/2 này. X2 bằng trừ 2 này. Thấy chưa? Đấy, đấy là 580. Bây giờ thầy quay lại thầy bấm 570 cho các bạn xem. Đây 570 đây. Nào các em lấy máy 570 cho bấm cùng với thầy này. Trong máy 570 thì bấm cũng nhanh thôi, nhàn thôi, không vấn đề gì cả. Mốt. Tất cả các máy 570, tất cả các giải phương trình, hệ phương trình nó sẽ trong phần 5 này, EQN này. Mốt. 5. Và cái phương trình của mình là dạng là số 3 này. Mốt, 5, 3. Nhà bệ số nhá, ví dụ là 1 này, bằng này. Trừ 1 này, bằng này. 4 này, bằng này. Đấy nó cũng ra Y chưa? Y là vô nghiệm nhá. Đấy, hay ấn AC quay lại, giờ nhập thử phương trình E nhá. Ví dụ là 2 này. 5 này, 2 này, thấy chưa, trừ 1/2 với lại trừ 2 chưa. Thực ra máy này nhìn giao diện thì nhìn đơn giản hơn, dễ nhìn hơn đúng không. Đấy nha, vậy là chốt lại là trong 580 thì menu 922, 570 thì các bạn nhập là cho thầy là 1, 53, nha, thằng này nhập 1, 53 để giải phương trình, sau đó cứ nhập các hệ số vào. Hiểu cách chưa? Nào những ai biết bấm máy giải phương trình bậc 2 kiểm tra nghiệm rồi giơ tay nào. Ai đã biết sử dụng máy tính giơ tay. Chưa biết phải hỏi lại nhá. Hoàng sao rồi Hoàng? Biết bấm chưa? Biết bấm thật đấy nhá. Chúng ta bấm chỉ để là kiểm tra nghiệm thôi. Nhá, bấm để kiểm tra nghiệm thôi. Chứ còn ra cái này cũng chẳng có gì để mà dò cả. Được chưa? Đấy, không khuyến khích các bạn dùng máy tính dò nghiệm trước xong rồi phân tích nhân tử đâu. Rồi, ok. Nhá, đấy là kiểm tra xong câu F. Là câu này trường hợp ra bấm máy ra Y đúng không? Y là vô nghiệm. Là thực ra sau này khi các bạn học lên lớp 12 các bạn biết là phương trình này ra vẫn giải được. Nhưng nó không giải trong trường số phức, không trường số thực mà nó giải trong cái trường số to hơn. Số phức tập hợp số to hơn là số thực thôi.
Rồi thì biết vậy thôi nhá. Nào bây giờ câu F rồi, thì câu sao câu khác, câu G. Câu G thì có phương trình sau đây này. Một phương trình có thể giải theo cách khác nhá. Ví dụ x bình cộng 4x cộng 3 bằng 0. Được chưa? Phương trình này hoàn toàn có thể, phương trình này hoàn toàn có thể giải theo cách là gì? Phân tích nhân tử. Bạn phân tích xong nó sẽ ra là gì? X cộng 1 nhân x cộng 3. Đấy, hoàn toàn có thể giải cách này. Nhưng mà đây là thầy hướng dẫn theo cách khác. Chẳng hạn về này, bài này thì làm theo cách là dùng công thức nghiệm nhá. Thì có delta là thầy bằng này. B bình là 4 bình đúng không? B bình trừ 4AC. A là 1. C là 3. Giờ 4 bình là 16 này. Chỗ này là 12 này. Vậy delta là bằng 4. 4 là dương chưa? Dương rồi. Khi 4 là dương rồi thì phương trình có hai nghiệm phân biệt đúng không? Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt này. Nào. X1 bằng này. Ghi đúng công thức nghiệm là trừ B này. Trừ B là trừ 4. Em lưu ý của mình B đây là 4 nhá. B lên cộng 4 thì trừ B. Trừ B này cộng căn delta. Căn 4 chia cho 2A. Là 2 x 1 là bằng 2. Sau đó mình thử xem cho này bao nhiêu nhá. Tử này bằng âm 4 này cộng 2. Căn 4 là 2 mà. Trừ 4 cộng 2 là trừ 2. Trừ 2 chia 2 là âm 1. Nghiệm thứ 2 này. Trừ B này. Trừ căn delta này. À, cái này căn 4 chia cho 2A. Đấy, vậy là trừ 4 chia 2 là trừ 6. Trừ 6 chia 2 là âm 3. Đây, hai nghiệm của ta sẽ là gì? Âm 1 và âm 3. Sau đó ta kết luận tập nghiệm. Vậy phương trình có tập nghiệm. S bằng này. Trừ 1, trừ 3. Lưu ý ở đây là cái số x1, x2 ấy, thì số 1, số 2 em viết nhỏ thôi. Nó là hệ số, em viết nhỏ thôi, viết thấp xuống. Nhá. Đây này. X này. 1 này. X này. 2 này. Ok chưa? Chứ đừng viết thế này. Viết này hỏng. Được chưa? Viết này là vứt đi. Ok chưa? Viết theo kiểu này nhá. Viết nhỏ, viết thấp. Đấy, như câu này có thể dùng công thức nghiệm. Nhưng mà thực ra nếu em so cái cách này với cách ngồi phân tích nhân tử, cách này dài hơn. Chắc chắn cách này dùng công thức nghiệm dài hơn cách phân tích nhân tử. Nên tại sao thầy mới bảo là các bạn nên sử dụng công thức bằng phân tích nhân tử ấy. Thì nó hiệu quả hơn. Trường hợp này rõ ràng đi thi bạn giải theo cách 2 này thì nó chỉ tiện thôi. Nó tiện là vì thay số và công thức mà. Đấy, nhưng mà cái cách phân tích nhân tử lại làm cho bài làm của mình nó mạch lạc hơn. Đấy, nên là cái cách này mới là cách thầy khuyến khích các bạn sử dụng này. Cách này này. Ok chưa? Đấy là câu G. Tuy nhiên bây giờ chúng ta giải chúng ta cứ dùng công thức nghiệm thêm cho nó nhớ. Của công thức. Đấy là câu G. Nha, câu G xong. Câu tiếp theo này. Câu H. Thì có phương trình 4x bình cộng 4x cộng 1 bằng 0. Đấy, thì như câu này rõ ràng mình để ý nhanh câu này hẳn là thực thức. Hẳn là thức đúng không? Có phải nó là nhẩm nhanh nó 2 cộng 1 tất cả bình. Và chúng ta giải nhanh x là 1 phần 2. Đúng không nào? Thế nhưng mà nếu đây là cách 1 nha. Là cách ở đây chúng ta làm ở trên. Trường đặc biệt đấy. Là bên trái hàng bằng thức. Là bình phương. Thế nhưng mà nếu mà tôi dùng delta nha. Xem nha. Có này. Delta này. B bình là 4 bình. Đúng không? Trừ đi 4 nhân A nhân C. Ghi rõ dấu chấm ra nha. Nhìn nó rõ ra. Cái này 16 này. Trừ đi 16, a à, vậy là bằng 0. Delta bằng 0 có phải là phương trình có nghiệm kép không? Nghiệm kép. X1 bằng x2 bằng là trừ b chia cho 2a. À, 2a là gì? 2 x 4 là bằng 8. Vậy nghiệm cho là âm 1 phần 2. Đúng như nghiệm ở trên chưa? Đấy, cách nào thì cách nghiệm phải khớp nhau. Được chưa? Vậy phương trình có tập nghiệm. Rõ ràng là đến đây là rõ ràng cái cách một vẫn là cách ngắn hơn. Đúng không nào? Viết một dòng thành bình phương, dòng suy ra, thứ đấy là xong luôn.
rõ ràng cách một vẫn ngắn hơn trong trường hợp này. Đấy, vậy nhá, công thức nghiệm không phải lúc nào cũng tối ưu. Nó chỉ nhàn thôi, nó chỉ tiện thôi. Nó chỉ tiện thôi nhá. Chứ nó không phải là cách tối ưu nhất trong những trường hợp này. Ok chưa? Thế vậy hai câu này thì em dùng cách nào tùy em. Miễn sao nó đúng. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn nếu thầy cô yêu cầu phải dùng công thức nghiệm thì bắt buộc phải dùng công thức nghiệm ra. Nhá. Thuộc công thức nghiệm đấy để mà làm. Đấy, trường hợp thứ nhất này là delta dương này, đây này. Nhìn lại nhá, delta dương này. Trường hợp thứ hai delta bằng 0 này. Nhớ phải có cái bước đánh giá này, đừng có quên nhá, đây này. Cái này nhớ phải có cái đánh giá này nhá. Bằng 0 thì không đánh giá gì rồi, nhưng mà ví dụ là dương hay âm ấy, đây này. Hai trên cái trường hợp nhỏ hơn 0 thì cũng đánh giá này, nhìn chưa? Phải có cái bước đánh giá này này nhá. Phải có cái đánh giá này này. Đó là dương nó âm hay nó bằng 0. Bằng 0 thì không cần làm gì rồi. Nhưng mà dương với âm là phải đánh giá vào đấy. Sau đó mới được suy tiếp. Rồi, bây giờ câu H. Rồi, thế bây giờ có trường hợp thì nó là cực kỳ tối ưu khi dùng công thức nghiệm. Ví dụ, thì nhá. Quan sát này. Tự là 2x bình trừ x trừ 5 đi. Bằng 0. Đấy, ví dụ như phương trình này. À, thì chúng ta thử dùng công thức nghiệm nhá. Có delta bằng này, b bình, b là trừ 1, trừ đi 4 nhân a là 2, nhân với c là âm 5. Cái chỗ này thấy ra là 1 này. Cái này bao nhiêu nhỉ? 4, 5, 20, 20 nhân 2 là vậy là chỗ này cộng 40. Vậy delta của mình ra là 41. 41 thì đánh giá là dương ở đây nhá. Ok, dương ở đây. Mà delta dương suy ra là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy, ghi dưới cho nó dễ nhìn nhá. X1 bằng này. Trừ B. Em nhìn này. B của em là âm 1 nhá. B là em là âm 1. Vậy là trừ B phải là 1. Cộng căn delta là căn 41. Chia cho 2A là chia cho 2 nhân 2 là bằng 4. Cái thằng này không rút gọn được nữa. Tại vì sao? Tại vì từ căn 41 có rút gọn được đi đâu. Đúng không? Nên là nghiệm này dừng ở đây rồi. Thế theo x2 em chỉ cần đổi cho thầy dấu cộng với dấu trừ thôi. Rồi bây giờ nhờ các bạn nào kiểm tra lại giúp thầy bằng máy tính phương trình này xem là nghiệm là gì nào. Máy tính ở bên cạnh lấy bấm đi. Nào lấy máy tính ra bên cạnh bấm luôn. Như bạn nào bấm xong rồi dẫn giơ tay thầy xem. Ai đã bấm xong rồi, kiểm tra xong rồi giơ tay. Bấm xong rồi giơ tay nhá. Hoàng bấm chưa Hoàng? Nghiệm có khớp không Hoàng? Khớp ạ. Khớp với cái nghiệm mình giải gì? Vâng ạ. Dũng bấm chưa Dũng? Alo, thầy chưa nghe thì Dũng nói gì cả. Bấm rồi ạ. Em thấy nghiệm có giống không? Có ạ. Rồi Thúy với Tân Phát thì sao? Hai đứa này chưa bấm à? Chưa. Sao mà chưa bấm Phát? Con đang lười. Cái gì? Con đang gì? Đang lười á? Hay làm sao? Hay đang bấm hay đang lười? Đang lười. Đang lười. Máy tính đâu? Bỏ ra bấm. Hai. Phát máy tính đâu Phát? Đây à? Bấm chưa? Đây em đang bấm ạ. Bấm khẩn trương lên. Tự tay bấm ra thì nó mới ra được vấn đề chứ. Ngồi mà đợi người khác bấm. Nó bấm nó được bài nói chứ được bài mình đâu. Lười anh được thôi. Lười anh được thôi. Lười thì để nó vào cấp 3 hộ cho nha. Đơn giản lắm. Bây giờ học sinh thì nhiều, chỉ tiêu công lập thì ít. Nghe chưa? Không học thì ra dân lập học, để nó học dân lập hộ cho, để học công lập hộ cho. Nên là các bạn lười hay là chăm là tùy các bạn.
À, thầy bố mẹ không ép được các bạn đâu. Tương lai của mình do mình quyết định. À, bấm lại thấy chuẩn rồi nhá. Thế vậy chuẩn rồi, kết luận thôi. Vậy phương trình có tập nghiệm. S bằng này. Vì hai cái là thầy không ghi gộp đâu nhá. Thầy không thích ghi cộng trừ đâu, các bạn được ghi vậy. Ghi riêng ra, đừng ghi cộng trừ. Nào, rõ ràng trong trường hợp Y này, cái cách dùng công thức nghiệm là cách rất tối ưu. Rất tối ưu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệm mà nhiều căn như này mà các bạn giải theo kiểu thông thường giải được. Thầy khẳng định là giải được, nhưng mà nó mất thời gian thôi. Nha. Nên là trong trường hợp này rõ ràng là dùng công thức nghiệm là rất tối ưu. Như vậy là nếu không rơi những trường vậy thì theo kinh nghiệm nhá, thì khi nào nên dùng công thức nghiệm? Ngoài những trường hợp đặc biệt thầy đã nêu nhá, khi nào dùng công thức nghiệm? Theo thầy chỉ có hai trường hợp hay nên dùng. Một là khi nó vô nghiệm. Các bạn thấy hệ số nó hơi lạ lạ nhá. Thấy hệ số nó hơi bất bình thường. Nó không ổn lắm. Các bạn thử bấm máy thử. Mà thấy nó ra toàn y thì nó vô nghiệm đúng không? Tốt nhất lúc ấy dùng bấm delta là mà lại. Tính delta là mà lại. Nha, lúc ấy đưa ra hướng là tính delta. Và nhanh nhất trong kết luận. Cái hướng thứ hai thì có thực nghiệm hợp lý nhỉ. Đó là ví dụ trường hợp y này. Nó hệ số nó cũng xấu xấu đấy. À, nhưng mà kinh nghiệm nó có hai nghiệm phân biệt. Nhưng mà kinh nghiệm này nó chứa căn. À, nhưng mà nghiệm nó chứa căn nó xấu. Số nó xấu ấy. Thì rõ ràng cái cách này là cũng tối ưu. Được không? Cách này tối ưu. Tất nhiên là nếu muốn như thầy nhìn thầy có thể dự đoán được ngay. Nhưng mà các bạn, nếu các bạn muốn đưa ra quyết định đúng đắn thì chúng ta nên bấm máy trước. Bấm để biết được cái dự định cho mình thôi. Nha, còn ví dụ như trường hợp là quyết B này, quyết C này, BC bằng 0 này, ra bình phương này. Hay là gì đưa về phương trình tích ấy. Thì theo thầy là đưa về phương trình tích vẫn tốt hơn là việc em đi dùng thử nghiệm đúng không? Đấy như ngay câu trên này. Được chưa nào? Đấy là đây chỉ là kinh nghiệm thôi nhá. Chia sẻ về kinh nghiệm thôi chứ còn không phải là cái gì tuyệt đối mà phải bắt buộc phải theo cả. Bản thân là cứ giải đúng thì là được. Nhá, dù công thức nghiệm hay dù. Nhưng nếu ở trên lớp chưa học công thức nghiệm mà lôi công thức nghiệm ra dùng là không được. Nhá. Đã dùng cái này khi ở lớp đã được dạy để công thức nghiệm. Rồi, thế vậy là những ai đã nắm được đến đây rồi, giơ tay. Hiểu rồi, giơ tay đây nào. Rồi, ok. Nào, thế là tương tự các bạn giải vào thầy nhá. Xuống dòng, áp dụng. Giải các phương trình sau này. Ok.
Tần vượt giả vở như câu này. Chọn cách nào hợp lý nhất cho mình nhá. Khi nào phân tích nhân tử này, khi nào dùng có thương nghiệm. Bắt đầu đi. Các bạn lưu ý ở đây nhá. Để thấy nhiều số bạn làm trình bày rất ẩu. Em mà viết tắt ấy, là đi thi có khi là họ trừ sạch điểm mình đi ấy, chẳng còn cái điểm gì luôn. Đấy, lưu ý. Không viết tắt tùy tiện. Các bạn, đấy cái câu chuyện ấy, lười hay bạn viết tắt thoải mái các bạn. Đấy việc các bạn. Nhưng mà viết tắt thì mình rõ ràng là mình làm thì mình đã mất điểm đi thôi. Nhá. Lựa chọn nào của các bạn. Muốn đỗ cấp 3 thì cố gắng viết cẩn thận nhất có thể vào. Đấy, bình thường nó cẩn thận là 10 rồi. Bây giờ thì bình thường ở nhà phải cẩn thận 10 rồi. Đi thi phải cẩn thận hơn. Chứ không phải là bảo là đi thi em sẽ viết cẩn thận. Khi một khi các bạn đã viết nhiều nó thành cái thói quen thì không đi thi không thể nào mà là viết cẩn thận được luôn. Nhớ như vậy nhá. Nào ghi thầy sang quay tập số 2 này. Trước khi ghi bài tập 2 thì thầy sẽ có một số cái gọi là trường hợp là biện luận. Biện luận. Thấu nghiệm. Của phương trình. Bậc 2. Nha, biện luận thấu nghiệm phương trình 2. Đấy, tức là người ta sẽ yêu cầu mình tìm cái điều kiện của tham số để nó đạt yêu cầu gì đấy về điều, về ví dụ 2 nha, bây giờ thì các bạn để cho phương trình AX bình BX C bằng 0 nha, cho phương trình AX bình cộng B cộng C bằng 0. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một số cái điều kiện. Ví dụ để đánh cái này là sao nhé. Nào, bây giờ phương trình sao này, này. Mà nó muốn có hai nghiệm phân biệt. Đúng, hai nghiệm phân biệt. Chỉ khi và chỉ khi này. Chúng ta sẽ có là delta và được đã. Bạn sẽ chắc chắn thằng này phải là trên phương trình bậc 2. Vậy thì hệ số A của mình ở đây này. Lưu ý này, hệ số A ở đây này. Nó phải khác 0. Để đảm bảo là bậc 2. Thứ hai là em sẽ có là gì, điều kiện của delta là phải dương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phương trình sao này mà nó có nghiệm kép. Khi và chỉ khi. Nghiệm kép. Khi và chỉ khi là A khác 0. Để là bậc 2 đã. Và delta bằng 0. Ok chưa? Trường hợp tiếp theo. Là phương trình sao mà người ta cần là bảo à nó có đúng một nghiệm, hay người ta bảo có nghiệm duy nhất đấy. Người ta có thể dùng là có nghiệm duy nhất, tức là dài về giá trị chỉ có một nghiệm thôi, nhưng mà thực chất ở cái nghiệm này thì khả năng người ta có thể là nó là một nghiệm, đúng một nghiệm cũng được, hoặc là gì cái nghiệm đấy là nghiệm kép cũng được. Thế vậy thì khi trường hợp này mà ở đây thầy chưa cho điều kiện gì a các không nhá, tức là a hoàn toàn có thể bằng không được. Thế đây thường là chúng ta đang làm, chúng ta phải chia ra hai trường hợp. Đúng một nghiệm. Đấy, trường hợp thứ nhất, ví dụ chẳng hạn trường hợp là A bằng 0. Đấy, A bằng 0 thì phương trình của mình là bậc nhất. Nhá. Đấy, A bằng 0 thì bậc nhất. Đây có đúng một nghiệm. Không, cái này thì nếu đúng dùng từ này thì chỉ xét một cái thôi. Chia thành một trường hợp thôi. Có đúng một nghiệm nha, có nghiệm duy nhất này. Thì bắt buộc nó phải là phương trình bậc nhất. Tức là A của thầy bằng 0. Còn B của thầy. Nhá. B của thầy nó sẽ khác không. Đấy, tại sao là như thế? Bởi vì thầy giải thích một chút này. Trong cái trường hợp này, khi A bằng 0, B khác không, A bằng 0 dẫn đến phương trình của mình là BX cộng C bằng 0 ấy. Thì muốn ra nghiệm duy nhất thì mà rút ra X bằng trừ C trên B ấy, thì bắt buộc B phải khác không. Ok, cho đây trường hợp có đúng một nghiệm. Nghiệm duy nhất thì nó bắt buộc nó phải là cái phương trình bậc nhất. Phương trình bậc nhất này.
đây cái phương trình này, cái trường hợp nữa này, phương trình sao mà là dụ nó vô nghiệm. Đấy, vô nghiệm mà nếu là bậc 2 rồi thì là ngon, nhưng nếu vô nghiệm chưa phải bậc 2 thì bạn chia trường hợp đấy. Đấy, ví dụ trường hợp nếu a bằng 0 nhé, thì phương trình lúc đấy của mình nó thành là bx cộng c bằng 0. Đấy, bây giờ muốn nó vô nghiệm ấy, muốn cái phương trình này vô nghiệm ấy. Đấy, thì em phải cho thầy điều kiện là như thế này. Thì phải cho thầy cái điều kiện vào đây. Em cho là b bằng 0 vào. Đấy, và c thì khác 0. Là nó sẽ vô nghiệm ngay. Nha, cho b bằng 0 và c 0 nó sẽ vô nghiệm. Cái hướng vô nghiệm thứ hai là khi a khác 0 rồi. Đó là phương trình bậc 2. Chắc chắn là phương trình bậc 2 rồi. Kia nó chỉ phương trình bậc nhất thôi nhá. Kia phương trình bậc 2 thì vô nghiệm thì khi gì? Delta của thầy là âm. Đấy. Như vậy là trong này có sẽ có hai cái khả năng xảy ra. Nó sẽ xét theo cái a này. Như vậy là nếu cái tham số của em cái hệ số a ấy, hoặc là nếu cái hệ số a, nếu hệ số a phải chứa tham số cơ, phải chứa tham số thì chúng ta mới xét trường hợp là a bằng 0. Còn nếu mà nó không chứa tham số, nó là một số cụ thể khác 0 rồi thì không phải xét trường hợp đấy nữa nhá. Tức là cái trường hợp trên này này thì xét cái này khi mà gì đây, nếu là phải là hệ số a của mình chứa tham số thì mới xét, còn nếu a mà không chứa tham số thì đừng có xét, tại quay nó quá dở hơi nhá. Đấy, thì đây là một số cái trường hợp, tất nhiên là có thể nó có nhiều trường hợp hơn nhá, phân tích nó kỹ nó có thể ra nữa, nhưng hiện tại là thầy chỉ nói bốn trường hợp này trước nhá, bốn trường hợp tiêu biểu nhất của cái dạng này. Đấy, ghi vào đi, bốn ý nhá, ghi cẩn thận vào. Nào, ai xong cái này rồi giơ tay nào. Khi xong cái lý thuyết là vở giơ tay. Thế thì xong là thầy sẽ sang thầy làm bài mẫu nha. Bài số 2. Ghi được chưa? Bây giờ ghi ra đây này. Cho bài 2 này, cho phương trình mx bình trừ 3x cộng 1 bằng 0. Yêu cầu của thầy là tìm m để. Đấy, tìm m để này. Phương trình này thì có các ý sau đây. Ý A có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt. Thì bây giờ nhìn kỹ lên cái phương trình ở trên đây người ta cho nhá. Phương trình này mình thấy nó có x bình, tức là nó có thể là bậc 2. Tuy nhiên là trong hệ số x bình nó có chứa m này, có tham số này. Đấy, thế vậy trường hợp này chúng ta khi chúng ta xét ấy, chúng ta phải lưu ý là thằng này nhá, mình hiểu là cái phương này nó chưa chắc là bậc 2. Phương trình này chưa chắc chắn là bậc, là phương trình bậc 2. Chưa chắc đâu nha. Việc của chúng ta là gì? Nếu chẳng hạn hai nghiệm phân biệt ấy, thì nó buộc là bậc 2 thì phải ép cho cái hệ số A này khác 0. Ok chưa? Còn ví dụ trong những trường hợp khác mà đấy, ví dụ chưa chắc là bậc 2, A có tham số thì nhớ là khi làm những trường hợp nào mà phải xét A bằng 0 ấy, là phải xét riêng rồi nhá. Ý này thì ý A của A này không cần. Khi chúng ta ghi ra đây phương trình này mà có hai nghiệm phân biệt. Khi về chỉ khi này, hệ số A ở đây của mình là m là khác 0, đừng ghi A đấy nhá, ghi luôn hệ số trong bài là gì. Đấy, A của mình đây là m khác 0 à, và delta thì làm sao, ai cũng biết là phải delta dương nhá, m khác 0 này, delta là b bình này, b là âm 3 trừ đi 4ac, a là m, c là 1, lớn hơn 0. Giải tiếp này, m khác 0 này, ở dưới ra là gì đây, 9 trừ đi 4m lớn 0, là m khác 0 này, m ở đây giải ra m sẽ nhỏ hơn 9/4. Thì các bạn thử vẽ trục số cho bạn xem là cái hai cái này nếu mà kết hợp với nhau nó ra cái gì nha. Ta vẽ này, đây là 0 này,
đây là 9/4 này, thì nó nhỏ hơn 9/4 bình thường biểu diễn như này đúng không? Đấy, ở hồi lớp 8 mình học cái biểu diễn này rồi. Khắc không này, thì mình nhìn để ý là cái khắc không nó nằm trong cái miền nhỏ 9/4, nên điều kiện này phải giữ lại, đúng không? Điều kiện này phải giữ lại. Tức là đây chính là điều kiện gọn nhất rồi. Ta kết luận này vậy. Với m khắc không này, em ghi dấu vào đây này, m nhỏ 9/4 thì đấy, phương trình nó có hai nghĩa phân biệt. Ok chưa? Đấy là trường hợp hai nghiệm phân biệt nhá. Trường hợp thứ hai B. Đấy, người ta bảo là à, có nghiệm phép. Có nghiệm kép. Rồi, thế bây giờ có nghiệm kép thì như nào? Kép là, đã là nghiệm kép là phải là bậc 2, đúng không? Thì mình ép cho A phải bằng 0. A phải khác 0 để là bậc 2. Sau đó là gì? Cho delta bằng 0 ở đấy. Phương trình này mà có nghiệm kép phi và chỉ phi, đấy, A của mình là m nhá, khác không, sau đó là delta, em cho delta bằng không ở đây, đấy, m khác không này, để dùng luôn kết quả delta ở trên ở đây nhá, đây delta lấy bình tính là 9/4m bằng không, trên là m, điều kiện là m khác không, dưới thì là m bằng 9/4, rõ ràng là 9/4 thỏa mãn khác không rồi, nên em tương đương em chỉ ghi là m bằng 9/4 thôi. Ok, và kết luận vậy. Với m bằng 9/4 thì đấy, phương trình có nghiệm kép. Ok chưa? Đấy, có nghiệm kép. Nào, bây giờ thầy xét trường hợp vô nghiệm này. C. Đấy, vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Tuy nhiên phương trình này nó lại có hệ số A là đây này. Ta ghi lại cái phương trình dưới nhá. Cái phương trình của mình cái này. Đó là mx bình trừ 3x cộng 1 bằng 0. Đấy thì cái phương trình này em nhớ là hệ số A của mình có chứa tham số là m ấy này. Tham số đây. Nên là buộc em phải chia trường hợp ra cho thầy. Em sẽ ghi như này này. Trường hợp 1. Nếu m bằng 0, đấy, phương trình trở thành nhá, lúc ấy là bằng không cụm này hết, đúng không nào? Đó là trừ 3x cộng 1 bằng 0. Vậy em giải ra nghiệm x có phải 1/3 không? Thì lúc này là có nghiệm, nhưng người ta cần vô nghiệm cơ. Như vậy suy ra là m bằng 0 là không thỏa mãn. Đúng không? Nó bị loại, không thỏa mãn. Trường hợp 1 này coi như không lấy được gì cả. Trường hợp 2, đó là nếu m khác không, lúc này phương trình chắc chắn là bậc 2 rồi, thì ta sẽ lý luận là phương trình mà vô nghiệm khi chắc chắn là bậc 2 rồi thì khi là gì đây, delta của em phải âm. Đấy, delta thì thầy dùng luôn ở trên nhá, đó là 9/4m nhỏ hơn 0. Ngoài thầy thấy là m của thầy sẽ lớn hơn 9/4, m lớn 9/4. Đấy, và lại khác không nữa thì em thử xem trên trục số này này. Cái ai nhá, đây là 0 này, 9/4 đây, lớn hơn 9/4 đây này, thì cái thằng khác 0 lại trong cái miền này, nó trong miền gạch đi nên là không cần thiết. Như vậy chúng ta sẽ ghi ở đây là thỏa mãn là m khác 0, nhưng bởi vì lớn 9/4 thì khác 0 rồi mà. Đấy, nên là ta chốt ta lấy luôn nhá. Vậy với m lớn 9/4 thì đấy, phương trình nó gì đây, vô nghiệm. Phương trình của ta là vô nghiệm. Được chưa? Đấy, lúc này là phương trình của mình là vô nghiệm. Đấy, nhớ là từ thầy xét hai trường hợp này. Trường hợp 1 chẳng được cái gì cả. Đấy, nhưng trường hợp 2 thì được. Đây, trường hợp 1 không được giá trị nào hết. Trường hợp 2 thì được b lớn 9/4. Nào, ai hiểu chỗ này rồi giơ tay thầy xem nào. Hiểu ba câu ABC giơ tay nào. Đấy, những câu bình luận này mức độ rất dễ thôi, chưa có gì khó cả.
Rồi, thầy nói thêm một ý về có đúng một nghiệm nữa. OD. Này, phương trình này muốn có đúng một nghiệm. Đấy, có đúng một nghiệm như thầy nói là nó phải là bậc nhất. Chắc chắn nó phải là bậc nhất. Đấy, phương trình của chúng ta đây này. Để copy xuống dưới đây. Đấy, phương trình của mình đây nhá. Bây giờ có đúng một nghiệm thì bắt buộc thằng này phải là bậc nhất. Đấy, nó phải về phương trình bậc nhất đã. Tức là hệ số A bằng 0. Đấy, tức là cho M bằng 0 này. Sau đó mình xem M bằng 0 nó ra được nghiệm như thế nào. Từ đấy mình sẽ kết luận. Mình sẽ nói là phương trình mà có đúng một nghiệm. Khi mà chỉ suy ra thôi, em dùng dấu suy ra thầy nhé. Đây này, lưu ý bước này này. Suy ra thôi, thầy muốn chỉ cần suy ra A bằng 0 thôi. M bằng 0 nhé. Chứ không phải là tương đương. M bằng 0 chứ chắc là đúng một nghiệm. Với M bằng 0 nhé, xong là xuống dòng là với M bằng 0. Đấy, phương trình trở thành. Có phải là trừ 3x cộng 1 bằng 0 không? Tương đương ra là x bằng 1 phần 3. X phần 3 đúng là có nghiệm duy nhất rồi. Thì là M bằng 0 là thỏa mãn. Chưa? Đây chính là cái giá trị mình cần đây này. Đấy, đúng x 1 phần 3 đúng là nghiệm duy nhất chưa? Đây nghiệm duy nhất quá rồi thế này. Đúng một nghiệm thôi và nghiệm này không phải chép cái gì cả. Đấy, lúc này kết luận là vậy. Với M bằng 0 thì phương trình nó có đúng một nghiệm. Có đúng một nghiệm. Ok. Nào, ai hiểu cô đề giơ tay nào. Tức là mình hiểu trong cái phần của mình thì mình bảo là nó cho A bằng 0 này, B khác 0 thì là được đúng không? Tuy nhiên là chúng ta thì có thể xét theo hướng là chúng ta xét thì là muốn có đúng một nghiệm thì em suy ra là M bằng 0 trước này. Sau đó lấy M bằng 0 thì thay ngược ở phương trình ra như này. Đấy, và đúng em giải ra thì nó có một nghiệm thật. Bởi vì cái trường hợp nhá, khi A bằng 0 ấy, phương trình của mình nó ra hai khả năng cơ. Nó có thể có nghiệm duy nhất. Chỉ có ba khả năng luôn. Nghiệm duy nhất được, nó có thể là nó vô nghiệm cũng có. Và nó đúng với mọi x cũng được. Hay là vô số nghiệm ấy. Hai trường hợp này là vô số nghiệm. Nó có ba khả năng cơ. Đấy, nên rõ ràng là nếu muốn biết chính xác hay không chúng ta phải giải hẳn nó ra đây này. Sau khi thay M bằng 0 vào em tính hẳn nó ra xem là phương trình nghiệm ra bao nhiêu. Đấy, đúng nghiệm duy nhất nha. Chốt. Được chưa? Thì ok chưa? Rồi. Đấy thì nhớ với cách trình bày nhá. Tại đã trình bày mẫu rồi, nếu về nhà có câu tương tự thì các bạn phải làm cho nó chuẩn theo mẫu. Chúng ta không làm bừa bãi đâu nhá. Và dặn đi dặn lại đấy, không viết tắt. Viết cho chuẩn vào, đừng có viết tắt. Đấy, viết tắt là tự mình vứt điểm của mình đi thôi. Nhá, bạn nào mà còn viết tắt chúng ta sửa ngay đi nhá. Rồi ok, các bạn nhớ chụp vở ghi của mình lên nhóm nhá để có điểm chấm vở. Rồi, Lâm nghỉ đi.